Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với An Tiến Studio. Với hơn 50 năm kinh nghiệm về việc phát triển hệ thống âm thanh, Marshall, một thương hiệu nổi tiếng đến từ Anh Quốc đã chịu đựng rất nhiều thử thách và đã có sự thay đổi cho đến ngày hôm nay. Marshall đã chỉ ra rằng họ có thể tiếp tục thích nghi với thời gian bằng cách phát hành một dòng loa thông minh kết hợp công nghệ mới nhất dựa trên kinh nghiệm hàng thập kỷ của họ về kỹ thuật âm thanh chất lượng. Và đây, chiếc loa nằm trong bộ sưu tập cổ điển của nhà Marshall, Marshall Huburn phiên bản Classic Line. Chiếc loa có ngoại hình đồ sộ nhất trong bộ sưu tập. Với một số cải tiến mới mẻ, Marshall Huburn Classic Line hứa hẹn mang lại trải nghiệm âm thanh tuyệt vời cho người sử dụng. Marshall Huburn Classic Line, đây là phiên bản đặc biệt của hãng mà mẹ Marshall Amplification dành riêng cho thị trường Việt Nam. Không nằm ngoài những thiết kế đậm tính retro trong bộ sưu tập Marshall, Marshall Huburn Classic Line có thiết kế mang nét cổ điển, xưa cũ phảng phất âm hưởng quý tộc Anh. Với thiết kế đẹp tinh tế từ vỏ nhựa vinyl, trơn láng đến lưới tản nhiệt và mặt trước phủ một màu đen huyền bí. Nổi bật trên nền lưới bảo vệ phía trước là tên thương hiệu Marshall, làm hoàn toàn bằng tông trắng chưa từng xuất hiện trên dòng loa Marshall từ trước đến nay. Các cạnh của loa được thiết kế bo tròn mềm mại và được phủ một lớp nhựa dẻo cao cấp đầy đặn, nhìn giống hệt da thật. Phía trên là khu vực các nút điều khiển được bố trí lõm xuống. Đầu tiên là một đầu cắm chuẩn 3.5mm, đầu vào để kết nối điện thoại, máy tính xách tay hoặc là đĩa hát. Tiếp theo là chuỗi đèn báo trạng thái kết nối của loa. Theo sau lần lượt là nút volume, các núm tinh chỉnh bass, treble, nút ghép đôi Bluetooth, chạm nguồn phát và cuối cùng là công tắc mở nắp nguồn dạng gật đậm chất cổ kính. Ở mặt sau chúng ta có hai hốc thoát hơi, các cổng kết nối input bao gồm bông sen RCA, cổng quang và có một nút gạt chuyển đổi hai chế độ tiết kiệm năng lượng hoặc là chế độ chuẩn. Cuối cùng là nơi cắm dây nguồn số 8. Ở phía dưới, bốn chân cao su giúp giảm mọi rung động có thể phát ra trong quá trình phát nhạc. Về tổng quan, các chi tiết của loa Marshall Huburn Classic Line được thiết kế khá hài hòa. Còn về chất lượng thì sao? Được mệnh danh là người nói lớn nhất ở Marshall, bộ loa không dây cao 308mm, dài 400mm và nặng gần 8kg này có công suất âm ly 110W cho công suất đỉnh đạt mức 200W, thừa sức để thổi tung mọi không gian với khả năng thể hiện tất cả các chất âm từ nhẹ nhàng như là blast rock hay là mang hơi hướng anh hùng ca của các dòng symphonic hoặc là power, cho đến cả những âm thanh phẫn nộ điên cuồng của dòng brutal doom metal, âm lượng lớn đến không ngờ, đồng thời là không bị vỡ âm. Cùng với việc tự do điều chỉnh bass treble sẽ làm người nghe dễ chịu. Đặc biệt là ai thích nhiều bass thì chắc chắn sẽ thích em loa này ngay vì nó mang lại dãy bass gầm gừ mà không làm dãy mid bị đục. Mid có xu hướng tiến, tiếng vocal được phát ra gần tới người nghe hơn, cho thứ âm thanh khá ấm, có nhạc tính và đặc biệt độ chi tiết được thể hiện khá tốt. Và bởi độ chi tiết tốt nên mà chúng ta hoàn toàn có thể phân biệt được sự khác biệt giữa chất lượng nhạc cao và thấp. Cuối cùng, từ mid lên treble khá mượt mà, treble được đánh với lượng khá vừa vải, hợp lý và sáng sủa. Cũng bởi do mid được đưa tiến ra phía trước nên âm trường của Huburn có phần bị thu lại một chút. Tuy thế nhưng mà hình ảnh trong dàn nhạc thì vẫn được thể hiện khá đầy đủ, cảm giác chiều ngang trái phải vẫn được tái tạo khá tốt và cũng nhờ đó, cảm giác về độ sâu của sân khấu cũng được đưa lên rõ hơn. Dòng loa này thỏa mãn dân nghiền nghe nhạc do có thể truyền tải đầy đủ độ chi tiết của các tầng âm một cách tinh tế và giàu năng lượng. Các anh em đảm bảo đã tai khi mà cảm nhận từng cú vuốt lead electric guitar điêu luyện, âm bass sộc thẳng vào tim, y như đang đứng trực tiếp trong một rock show. Một bộ loa nghe nhạc rất vintage nhưng mà thừa sức mạnh để biến mọi không gian thành thiên đường của rock. Rõ ràng em loa này nhắm đến những người nghe nhạc chủ yếu là nhạc rock hoặc là nhạc cụ với giọng hát đặc biệt. Với công nghệ kết nối Bluetooth cho phép bạn dễ dàng kết nối loa đến các thiết bị di động như là điện thoại, tablet, laptop để nhanh chóng phát những bản nhạc trong danh sách yêu thích của mình. Bản Classic Line này lại không hỗ trợ Wi-Fi như là bản Multi Room. Bù lại thì em nó có thêm các tùy chọn kết nối kỹ thuật thông số qua cáp quang, có thể kết nối với TV, Apple TV, iPod Express hay là đĩa cứng, nhưng mà cáp quang thì chỉ hoạt động với Stereo PCM. Hiện tại thì các dòng loa của Marshall vẫn đang trên đà phát triển. Đối với những người có nhu cầu dễ dàng di chuyển và kết nối được Bluetooth thì những chiếc loa khác của Marshall như là Action, Stainmore hay là Stockwell vẫn phù hợp hơn.
Ngược lại với những ai muốn sở hữu cho mình một em loa đa năng thì dòng Hubern cực kỳ phù hợp. Là dòng lớn nhất từ Marshall, Hubern Classic Line có âm thanh và ngoại hình mạnh mẽ, làm cho nó trở thành trung tâm của sự chú ý cho dù là không gian rộng lớn đến đâu và có thể thỏa mãn những đôi tai khó tính nhất. Bạn có thể đến ngay các showroom của An Tiến để trải nghiệm ngay em nó nhé. Các dòng loa khác của Marshall cũng đang được bày bán tại đây. Còn bây giờ thì mình sẽ test âm thanh của nó trong một không gian kín, coi như là demo cho các bạn nhé. Và các bạn hãy đeo tai nghe vào để có được trải nghiệm âm thanh tốt nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!